MTV từ đỉnh cao sự nghiệp đến ngày loay hoay tìm lại định hướng âm nhạc. MTV là nhóm nhạc quen thuộc với thế hệ 8X, 9X, nhóm ngày đầu ra mắt năm 2000, gồm 4 thành viên. Chất nhạc hiện đại và phong cách rock mạnh mẽ của MTV ngay lập tức được khán giả yêu thích ở thời điểm đó. Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động với nhân lực thay đổi thường xuyên, đến năm 2004, nhóm mới chính thức ổn định với 3 thành viên, gồm Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương. Từng sở hữu nhiều ca khúc hit, nhưng ở thời điểm hiện tại, nhóm nhạc nam đình đám này đang loay hoay tìm lại định hướng âm nhạc cho riêng mình. Nhóm nhạc tạo nên thời vàng son của a cappella Việt Nam. Thế hệ 8X, 9X chắc chắn đã từng ngồi ngâm nga tận hưởng sự tuyệt vời của những ca khúc a cappella đình đám. Không ai khác, chính những huyền thoại như MTV, Năm Dòng Kẻ, ACNM thể hiện. Phong cách hát a cappella bao gồm nghệ sĩ chính có thể lựa chọn phong cách hát solo hoặc hòa quyện chung với nhóm bè. Phổ biến nhất vẫn là lối hát bè với nhiều giọng hát khác nhau. Và một trong những nhóm nhạc tiên phong cho trào lưu hát a cappella tại Việt Nam chính là MTV. Nhóm nhạc này với 4 chàng trai Lê Minh, Anh Tuấn, Trung Tùng, tức Phan Đinh Tùng, Hùng Vũ đã xuất hiện lần đầu tiên trong chương trình Xuân 2000 của đạo diễn Hữu Dũng tại nhà hát thành phố. Nhưng phải đến gần nửa năm chạy ngược chạy xuôi các bar, sân khấu ca nhạc, con đường của MTV mới thực sự mở ra khi họ được nhạc sĩ Tuấn Khanh, sau này là producer của nhóm, phát hiện và mời tham gia vào chương trình ca nhạc Ấn Tượng Sài Gòn 4 với bản a cappella Trống Cơm. Chính lúc ra mắt bản a cappella đầu tiên có tên là Trống Cơm, MTV khiến cả làng nhạc Việt Nam chấn động vì sự chịu chơi của một nhóm nhạc mới thành lập. Nhiều người yêu thích các bài a cappella của MTV chỉ đơn thuần vì nhạc cụ của họ từ âm thanh do miệng phát ra. Thậm chí khán giả vẫn còn hoang mang và như được khai sáng đến với phong cách âm nhạc mới mà họ nghĩ là điều không thể. Điểm đặc biệt của MTV thời điểm đó là 4 giọng ca đều tập hợp được những chất giọng khác biệt, từ giọng nam trầm, bass đến trung và cao, techno. Thế mạnh của MTV còn là những giọng hát được đào tạo bài bản, có sẵn bản năng âm nhạc thuộc vào hàng cao cấp. Những thành viên MTV lúc đó được cho là có thể tự theo đuổi sự nghiệp solo vì âm sắc giọng hát đã quá đặc biệt. Thời điểm những năm đầu 2000, khán giả không thể quên được những đêm nhạc sôi động với Sóng Tình, Yêu Đời, Nhạc Phai, Thiên Đường Tìm Đâu, Niềm Tin, Rock Sài Gòn, Căn Phòng Trống, Chuyện Nhỏ. Những đêm nhạc có sự xuất hiện của MTV, khán giả không ngừng cổ vũ và hát theo các phần trình diễn của nhóm. MTV nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc, trong đó đáng kể nhất là giải nhóm nhạc được yêu thích nhất trong năm Làn Sóng Xanh 2006, Best Vietnamese Group EMA 2006, VTV Bài Hát Tôi Yêu lần 2 và 3, giải Mai Vàng năm 2002. Nhóm đã phát hành 5 album Áo Xanh, Chim Câu Ngực Gầy, Thiên Đường Tìm Đâu, Tôi Muốn Biết Vì Sao và Thời Gian. Thay đổi thành viên, rã nhóm và tái hợp. Trải qua một chặng đường dài, liên tục ra mắt album và không ít lần có sự thay đổi về thành viên, thì cho đến năm 2004, nhóm đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ. Đội hình của MTV lúc này cũng là đội hình của ngày hôm nay, với 3 thành viên, Lê Minh, Anh Tuấn và Thiên Vương. Mỗi thành viên bắt đầu thể hiện khả năng âm nhạc của riêng mình, như sáng tác ca khúc, chơi guitar. Cho đến tháng 6 năm 2007, MTV bất ngờ tổ chức live show tạm biệt và gửi lời tri ân đến người hâm mộ đã ủng hộ nhóm trong suốt thời gian qua. Khán giả tỏ ra tiếc nuối cho nhóm nhạc nam đang nổi đình nổi đám lại tan rã để lo cho cuộc sống cá nhân và chuẩn bị cho sự nghiệp solo của mỗi người. Mặc dù vậy, khán giả hy vọng 3 thành viên sẽ có hướng đi mới thành công vì mỗi người đều sở hữu giọng hát nội lực. Nhưng từ sau khi MTV tan rã, sự nghiệp của các thành viên trong nhóm cũng không nổi trội. Đến năm 2011, tại buổi sinh nhật của nhạc sĩ Nguyễn Dân, người gắn bó với MTV trong nhiều sản phẩm âm nhạc, MTV mới công bố thông tin sẽ tái hợp vì MTV không thể thiếu nhau. Trong suốt 4 năm tạm ngưng hoạt động, 3 thành viên của nhóm đã trải qua không ít thăng trầm. Trong đó, nổi bật là trưởng nhóm Lê Minh bị gia đình ép làm viên chức văn phòng. Anh chia sẻ, dù không thích công việc này nhưng vẫn nghe theo lời ba mẹ. Nhưng chỉ sau một tuần, tôi không thể chịu đựng được nữa nên trốn việc. Chàng trưởng nhóm lại gặp trắc trở trong hôn nhân và tai nạn giao thông khiến sự nghiệp âm nhạc của anh trì hoãn một thời gian dài. Hai thành viên còn lại là Thiên Vương và Anh Tuấn cũng có những bước ngoặt trọng đại khi cả hai cùng quyết định lập gia đình trong thời gian này. Thiên Vương khởi nghiệp solo và ra mắt 2 album nhưng không mấy thành công. Anh Tuấn tập trung vào việc viết nhạc, thiên về chiều sâu và mang tính xã hội, không xuất hiện trên sân khấu.
dù trải qua không ít thăng trầm trong suốt 4 năm tạm ngưng hoạt động, nhưng các thành viên cho rằng đó như một bước đệm, bởi âm nhạc giai đoạn năm 2007-2010 đang ở điểm phát triển đỉnh cao và mọi thứ đã bão hòa. Chính điều này đã khiến nhóm bị khủng hoảng nghiêm trọng khi chọn lựa gu âm nhạc riêng. Do đó, khoảng lặng 4 năm cùng những trải nghiệm khác nhau của các thành viên đã giúp MTV trưởng thành hơn về việc chọn hướng phát triển, thể loại ca khúc. Chính vì vậy, việc tái hợp của nhóm trở thành tin vui đối với người hâm mộ và khán giả nóng lòng thưởng thức những sản phẩm âm nhạc mới của nhóm. Bạn đang xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên tham gia group của nhóm để cùng chia sẻ ý tưởng của bạn nhé. Thông tin chi tiết bên dưới video. Sự trở lại của nhóm nhạc số 1. Với sự tái hợp lần này, bên cạnh những tiếng vang trong sự nghiệp âm nhạc, nhóm MTV cũng gặp không ít thị phi. Nhiều ý kiến của khán giả cho rằng các thành viên của nhóm gặp vấn đề về giới tính bởi chặng đường hợp tác 19 năm là quá dài. Hơn nữa, nhiều vấn đề đặt ra nhóm MTV tái hợp là do các thành viên khởi nghiệp solo không gặt hái được thành công. Duy chỉ có Phan Đinh Tùng làm được điều này. Thiên Vương khẳng định, chúng tôi quay trở lại vì không thể sống thiếu nhau. Bởi lẽ, các thành viên của nhóm đều không xuất thân từ ca sĩ hát đơn. Đồng thời, sự thành công của nhóm MTV đã gây trở ngại lớn cho các thành viên khi tách ra solo. Tên các thành viên không thể đứng một mình. Trên các bảng hiệu quảng cáo luôn đính kèm mác nhóm MTV, Thiên Vương chia sẻ. Đây cũng là một trong những lý do khiến nhóm MTV quyết định tái hợp. Đồng thời, việc các thành viên đều có gia đình càng khiến công việc được vận hành khoa học hơn so với trước kia. Bởi lẽ, quỹ thời gian bị chia thành nhiều mảng, nên từng thành viên phải sắp xếp công việc khoa học chứ không thể làm việc theo cảm tính như trước, anh Tuấn chia sẻ. Từ khi tái hợp cho đến nay, MTV dần lấy lại hình ảnh với các thể loại âm nhạc đa dạng từ nhạc trẻ, nhạc đỏ và các bài hát cộng đồng dành cho sinh viên, học sinh. Đây được xem là điều khó thực hiện của các nhóm nhạc hiện tại. MTV bộc bạch rằng vì các thành viên đã lớn tuổi cũng như ngoại hình không được sáng sân khấu như các nhóm nhạc trẻ khác, nên để tồn tại, nhóm quyết định theo đuổi con đường đa phong cách cũng như nhấn mạnh vào chất lượng giọng hát. Hơn nữa, các ca khúc chủ đạo mà MTV hướng tới sẽ đánh sâu vào lòng người nghe, những bài hát mang tính chiêm nghiệm và hướng tới đối tượng khán giả của riêng MTV. Ví dụ như ca khúc Cha, khán giả đã lắng nghe và phản hồi với nhóm rằng họ nghe ca khúc và khóc lúc nào không hay. Đó chính là thành công của MTV trong thời điểm hiện tại và nhóm sẽ đánh sâu vào vấn đề này, nam ca sĩ Thiên Vương chia sẻ. Ngoài ra, MTV cũng bật mí sẽ không nhấn mạnh vũ đạo trong phần biểu diễn để chạy theo thị hiếu cùng mặt bằng chung của các nhóm nhạc trên thị trường. Bởi theo anh Tuấn, giờ đây MTV đã không thể làm được điều đó vì không hợp với lứa tuổi. Thay vào đó, nhóm sẽ có những động tác nhẹ và mang tính hài hước trong một vài ca khúc phù hợp. Khó khăn khi không còn đứng trên đỉnh cao sự nghiệp. Sau một thời gian không xuất hiện, cộng với tốc độ phát triển chóng mặt của âm nhạc thời điểm năm 2010, âm nhạc của MTV có phần trở nên già cỗi và lỗi thời. Sau khi tái hợp, nhóm cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cũng như xuất hiện trong các game show, nhưng để trở lại thời đỉnh cao trong sự nghiệp như trước là một bài toán khó. MTV tận dụng thời điểm sau cuộc thi Sing My Song để ra mắt ca khúc Cảm ơn ngày mới. Ngoài ra, nhóm còn giới thiệu sản phẩm âm nhạc Anh Ngoan Rồi Vợ Ơi với phong cách trào phúng, nhắc lại vụ kiện tình tiền giữa Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga và hàng loạt ca khúc vui nhộn khác như Tại sao bạn đến trái đất này, Đừng nhìn bề ngoài. MTV thổ lộ, các bạn không hiểu được cảm giác loay hoay tìm kiếm khó chịu như thế nào đâu. Chúng tôi trở lại bên nhau cũng đã 6 năm, nhưng chưa thực sự tạo nên được điều gì nổi bật. Từng thành viên cũng vướng bận gia đình. Cả ba đều cố gắng theo đuổi đam mê, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết như thời trai trẻ dường như đã không còn nữa. Những khó khăn của nhóm khi tái hợp cũng được Lê Minh chỉ ra rằng, với nhiều người, việc tìm kiếm xu hướng âm nhạc khá dễ dàng vì họ có một ekip chuyên nghiệp. Nhưng MTV từ lúc bắt đầu đến tận bây giờ vẫn tự thân vận động, nhóm vẫn có ra sản phẩm, nhưng về mặt quảng bá và được khán giả đón nhận còn yếu. Nếu như thời điểm cách đây 10 năm, MTV lúc nào cũng trong tâm thế đi trước để dẫn dắt khán giả, thì giờ phải đi theo thị hiếu, bắt kịp khán giả trẻ, vô hình chung nó làm cho nhóm có cảm giác tự ti. Dù đam mê và bám trụ bằng con đường âm nhạc, nhưng khi được hỏi về điều ước, các chàng trai MTV lại tiết lộ những mong muốn giản dị khiến khán giả không khỏi bất ngờ. Theo đó, Thiên Vương muốn mở nhà hàng để bán đồ ăn do chính tay mình thực hiện. Nguyên nhân do được truyền nghề từ mẹ nên nam ca sĩ có thể chế biến ngon nhiều món khác nhau như bắp bò nấu tiêu, gà nấu xì dầu, heo quay.
Với anh Tuấn, anh cho biết hoài bão lớn nhất là mỗi ngày trôi qua đều cố gắng hoàn thiện bản thân để làm người cha tốt. Do tính chất công việc thường xuyên đi diễn và bộn bề lo toan nên nam ca sĩ không có nhiều thời gian chăm sóc cho các con. Mỗi khi nhìn lại, anh Tuấn hứa sẽ sống chuẩn mực để làm gương cho các con. Còn Lê Minh lại khẳng định sẽ lên núi để tu tâm dưỡng tính, điều hòa tính cách để mọi việc thuận lợi. Hào quang và ngôi sao may mắn đến với ai cũng chỉ một lần. Sẽ không ai có thể ở một vị trí cao đó mãi và cũng không thể quay lại nắm lấy ngôi sao may mắn đó một lần nữa. MTV rất hiểu điều đó và các anh chấp nhận mọi việc một cách nhẹ nhàng. Dù Hào Quang có quay lại lần nữa hay không, nhóm MTV vẫn giữ lửa đam mê, không thay đổi. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!